Hành tinh của chúng ta đang sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp để sống và nảy sinh ra sự sống khác nhau. Có trùng trùng duyên hợp thì phải có trùng trùng duyên sinh. Sinh diệt là một thể tự nhiên của hành tinh sống. Hành tinh sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp lại để tạo thành một sự sống mới. Tạo thành sự sống mới có nghĩa là do các duyên hợp lại tạo ra một loài vật mới như thực vật hay động vật mới. Cho nên dạng vật sinh ra không phải do đấng tạo hóa mà do các duyên hợp. Chúng ta và dạng sinh vật do từ các duyên hợp lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương yêu nhau, thương yêu tất cả chúng sinh. Vì có thương yêu chúng sinh thì chúng ta mới bảo vệ sự sống của muôn loài và của chính chúng ta. Nếu vô tình chúng ta hủy hoại sự sống của chúng sinh, sự sống của loài vật, là chúng ta tự hủy hoại sự sống của chính mình. Tại sao lại gọi hành tinh của chúng ta là hành tinh sống? Trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ, trong mỗi thái dương hệ có nhiều hành tinh. Trong các hành tinh phần nhiều là hành tinh chết, vì nơi đó không có sự sống. Trong không gian vũ trụ có rất ít hành tinh sống so với hành tinh chết. Hành tinh sống có nghĩa là nơi đó có môi trường sống phù hợp cho dạng vật sinh sôi nảy nở, sống và lớn lên. Bắt đầu từ loài rong rêu thảo mộc, rồi đến các loài vi khuẩn, côn trùng và cầm thú sinh ra, cuối cùng là loài người. Loài người là một loài động vật cao cấp, thông minh nhất trong các loài vật. Nhờ có bộ óc thông minh nên loài người được xem là chúa tể của muôn loài. Loài động vật trên hành tinh sống này thường giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau mà chẳng chút thương nhau. Loài người cũng chỉ là một loài động vật nên vẫn nằm trong bản chất hung ác của loài động vật. Vì thế nên vẫn giết hại và ăn thịt. Hiện giờ loài người tự cho mình là văn minh, nhưng bản chất hung ác vẫn còn mang nặng trong tâm hồn. Như đã nói ở trên, loài người vượt hơn muôn loài là nhờ có bộ óc thông minh, là nhờ có tình cảm sâu sắc, nên từ đó xuất hiện những con người thoát ra khỏi bản chất hung ác của loài động vật, tuyên dương lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã xây dựng cho loài người một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, và kêu gọi mọi người, mọi loài vật hãy thực hiện lòng hiếu sinh, tâm từ bi, lòng yêu thương nhau một cách chân thật. Lòng thương yêu sự sống của muôn loài xuất hiện theo từng cấp độ. Cấp độ thứ nhất, con người biết thương con người. Cấp độ thứ hai, con người biết thương các loài động vật khác. Cấp độ thứ ba, con người biết thương cây cỏ và thảo mộc. Gồm ba cấp độ này lại mới được gọi là lòng hiếu sinh. Lòng hiếu sinh xuất phát từ tâm từ bi hỷ xả. Trong đạo Phật, tâm từ bi hỷ xả còn có tên là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn tu tập để thực hiện đạo đức hiếu sinh. Một người sống có lòng hiếu sinh là người biết thương sự sống của muôn loài. Người nào sống được như vậy mới thật sự là bậc thánh nhân, vì chỉ có bậc thánh nhân mới sống được như vậy. Sống mà không nỡ giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đó là một hành động không còn mang bản chất hung ác của loài động vật. Đó là một hành động mà loài cầm thú không thể làm được, chỉ có con người mới thực hiện được mà thôi. Bởi vậy, thánh nhân không phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà từ con người. Con người biết thương yêu sự sống của muôn loài. Chỉ có con người biết tu sửa thân tâm, biết ngăn về việc ác pháp, biết làm điều lành, biết không làm khổ mình, khổ người, khổ muôn loài. Người biết làm như vậy, đó là thánh nhân. Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình, không làm điều ác, luôn sống trong điều lành. Đó là tu tập để làm người thật là người, để làm thánh thật là thánh. Quý Phật tử hãy nhìn xem mọi người đang sống quanh ta. Tìm một người biết thương yêu sự sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy, phải không quý vị? Giới đức hiếu sinh này là để xác định đức hạnh từ bi hỷ xả của Phật tử. Dù ấu thơ hay già nua, xuất gia đều phải sống đúng như vậy mới được gọi là thánh cư sĩ đệ tử của Phật.